Bữa nay anh Tư sẽ làm cái mua phân biệt mua Thái và mua Úc nha các bạn, và mua rừng Việt Nam nha. Đây là các bạn thấy không? Đây các bạn thấy là mua Thái này nha, mua Thái. Đây là khu vực mua Thái đây. Nói chung là các loại bông này mua, các loại mua Thái, mua Úc, mua rừng Việt Nam thì nói chung là sẽ ra hoa quanh năm nha các bạn. Sẽ ra hoa quanh năm, ra cây đọt là ra cây cây hoa thôi. À, các bạn thấy sinh thái không? À, sinh thái này nha. Rồi. Trồng thì các bạn thấy là trồng rất là, trồng cặp đường rất là đẹp nha, rất là ok luôn nha. À, hôm nay thì thời tiết nó không được đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ phân biệt giữa mua Úc và mua Thái nha. À, cây mua Úc của anh Tư đây. Đây, này, các bạn nhìn ra chưa? Như các bạn nhìn thấy khác nhau rõ ràng không? Ha. Màu sắc thì nó cũng hầu như là tương đồng nha. Đây là cây mua Thái nha các bạn. Mua Thái thì các bạn thấy có 5 cánh nha. 5 cánh mà cánh các bạn thấy nè, nó thưa nè ha. À, có lỗ hẻ nè ha, có kẽ hở nè. Nói chung là có kẽ hở. Có kẽ hở nha các bạn, 5 cánh có kẽ hở. Rồi về hoa mình xem trước ha. Đây là mua Úc. Các bạn thấy cũng 5 cánh nhưng mà là khích nha, không có kẽ hở nha. Thì về vẻ đẹp thì các bạn sẽ các bạn sẽ tự là so sánh, chứ còn anh Tư thấy là mua Úc nó nhỉnh hơn chút xíu rồi đó nha. Thứ nhất là ưu điểm, thứ nhất là bông to. Bông to thì độ to thì nó hầu như là bằng nhau. Nhưng mà về độ khe hở của cánh hoa thì hầu như là mua Úc là không hở rất là ít. Và nhìn các bạn thấy không? Nè, nhìn các bạn thấy khác biệt rõ ràng ha. À, tất cả các loại mua đều là ra hoa quanh năm hết nha các bạn. Rồi đó, về xét về hoa nha. Hoa thì các bạn thấy rằng mua Úc á là đồng, mua Úc và Thái thì đồng 5 cánh. Nhưng mà mua Úc á thì có khe hở giữa các cánh rất là nhỏ. Còn mua Thái thì có khe hở lớn hơn ha, khe hở lớn hơn. Còn về nhụy nè các bạn thấy không? Nhụy của mua Úc là nhụy đồng màu luôn nha. Còn mua Thái thì có nhụy màu trắng nha, màu trắng hơi hồng. À, đó là sự khác biệt nha về nhụy hoa. Rồi về lá thì các bạn nhìn là các bạn cũng thấy ngay à, nè lá nè. Lá của mua Úc sẽ to gấp gấp 3 gấp 4 lần lá của mua Thái nha các bạn. Nhìn cái là các bạn biết ngay, nhìn lá là biết ngay à. Là nó lớn hơn gấp 3 gấp 4 lần cái mua Thái nè, mua Thái nè. Các bạn thấy lá của mua Thái nè, rất là nhỏ. Rồi về lá, về hoa và về nụ. Nụ nè các bạn thấy không? Cái nụ của mua Úc nè. Nói chung là các bạn nào chưa nắm rõ thì sau cái video này thì các bạn sẽ nắm rõ được là cái loại mua nào ở trên thị trường nha. Nè các bạn thấy nụ mua Úc không? Đây là nụ mua Úc nè. Nụ mua Úc là gần bằng ngón tay trỏ của mình luôn nha. Còn cái nụ mua của Thái thì nó có bằng đầu đũa mình nè, lớn hơn đầu đũa mình chút xíu thôi. Nụ của mua Thái thì rất là dày luôn nha. Nè các bạn thấy nụ không? Rất là dày luôn. Nhưng mà thật khi mà nở bông nè, các bạn thấy bông cơi lên ha. Đây là mua Thái. Nè các bạn thấy nở nè. Nè ha, các bạn thấy nở nè. Đây, cái này anh Tư trồng xuống đất hết rồi nha các bạn. Hàng này trồng xuống đất thì nó mới đủ sức nha. Rồi cái mua Thái thì là dạng lùm nha các bạn. Dạng lùm nó cũng cao. Nhưng mà nói chung là dạng lùm. Mà các bạn muốn cao là cao nha, các bạn muốn lùn là lùn nha. Tốc độ phát triển thì sẽ không bằng mua Úc đâu, không nhanh bằng. Để mua Úc là dạng thân gỗ. Nè, đó nè. Quá ok luôn á. Nè. Thấy không? Đây là mua Thái nha. Rồi, đây là mua Thái. Mua Thái.
Rồi mua út này nha các bạn. Đây, cây này của anh Tư nó còn nhỏ nha, xíu nữa anh Tư sẽ ra cây bự hơn nha. À, bông nè, bông cũng chùm chùm luôn. Thì các bạn lên Google bắt bạn tra là mua út và mua Thái thì các bạn sẽ thấy được. Còn đây là video thực địa nha các bạn, thực tế nhà vườn của anh Tư có đây để Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua mua rừng Việt Nam nha. Rồi bây giờ anh Tư tới Hương Đồng Gió Nội nha các bạn, mua Việt Nam mình nha. Ta về ta tắm ao ta ha, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn nha. Màu tím của hoa mua Việt Nam. Các bạn đi qua Phú Quốc á, các bạn đi cặp cái ven rừng Phú Quốc á là một màu tím hoa mua rất là tuyệt vời nha các bạn. Bên Phú Quốc thì có lẽ là hoa nó bên Phú Quốc là hoa sẽ to hơn và màu nó đậm nét hơn. Về làng hoa này thì do khí hậu của mình ở đây nó khác với lại khí hậu của Phú Quốc đó. Mình thử hoa nó hơi màu tím nó hơi nhạt chút xíu nhưng mà nó cũng mang nét đặc trưng nha các bạn. Mùa Việt Nam có một cái được một cái á, đó là nó mọc ở tại cặp bờ cho nên là dù nước ngập hay là nước nó trồng được mọi loại đất nha. Đó là ưu điểm vượt trội của mua rừng Việt Nam Hương Đồng Gió Nội. Hoa thì quanh năm nha các bạn. Này các bạn thấy anh Tư trồng cặp bờ kênh không? Đây, Hương Đồng Gió Nội đây. À, hoa thì cũng năm cánh nhị vàng nha các bạn, năm cánh khe hở không có luôn nha, nhị vàng. Rồi bây giờ mình so sánh với lại nhìn các bạn thấy khác nhau rõ ràng ha. Nè, mua của Việt Nam nè, của quê hương của chúng ta nè, rồi mua của Thái nè ha, mua của Thái nè ha, rồi mua của Úc nè ha. Rồi các bạn nào yêu thích cái loại nào thì các bạn liên hệ nha, anh Tư có đầy đủ hết trơn á. Đây, Thái nè, Úc nè, Việt Nam nè. Anh Tư hai nhánh để anh Tư so sánh cho các bạn xem. Đây, Việt Nam mình là cái màu khác biệt nha. Màu khác biệt. Thái. Đây là Thái nè. Đây là mùa Thái nè nha các bạn. Mùa Thái thì các bạn cũng thấy rồi đó. Mùa Thái nè ha. Rồi đây là mùa Úc nè nha. Rồi đây là mùa Việt Nam nè nha. Màu thấy các bạn thấy khác biệt rõ ràng ha. Chúng ta nhìn thấy màu là khác biệt, rất là phân biệt dễ dàng. Rồi các bạn nào có nhu cầu các loại cây các họ về mua. Đây là cây sim út nha. Cái này tại anh Tư bỏ bê nó quá, nó bị nó với lại trong mát anh Tư bỏ trong rập nó không có ra tàn nữa, anh Tư mới đem nó ra đây nè. Đem ra đây nó sẽ khoảng chừng vài tháng nữa là nó xum xê nha các bạn. Thấy không? Cái mua út này đặc thù thì mình muốn cho nó cao là nó cao nha, mình muốn cho nó lùn là nó lùn nha. Bạn thấy không? Mình muốn cao cho nó cao, mình muốn lùn cho nó lùn. Cái này anh Tư để trồng bóng mát luôn đó, cho nó cao lên làm bóng mát luôn á. Bông này các bạn thấy không? Nụ bông kìa. Cái này tại chưa nở rộ hết nha. Nó mà nở rộ hết là thấy bông không chứ không thấy lá nha các bạn. Bạn thấy nụ nè ha. Mỗi cành mỗi nụ nè. Thì mới đem ra trồng thì nó còn hơi chưa có bén lắm nè, nó chưa có bắt rễ xuống đất. Cây này khoảng chừng đây tới Tết hả các bạn ơi, đây tới Tết là nè các bạn thấy nụ không, nụ nè ha, bông nè ha. Mình muốn lớn là lớn, mình muốn nhỏ là nhỏ nha các bạn. Nhỏ thì mình cứ cơi đọt thường xuyên, còn muốn lớn thì cứ thả thàng cho nó lớn thôi.
Sim Úc ngoài vườn của anh Tư nha bạn. Cái sim Úc này là loại thân gỗ nha, cho nên nó cao lắm. Nó mình muốn cao là cao, mình muốn thấp là thấp nha. Cây này tại anh Tư trồng lấy giống với lại nó ấy nè, các bạn thấy bông nè. À, nó chưa có nở rộ nha các bạn, bông chùm chùm luôn nè ha. Nè, nè. À. Cao cây, cao cây này vào tầm khoảng 4 mét rồi nha các bạn. Anh Tư trồng lấy tàn lấy tán mà. À, gốc của nó thân gỗ nè, cây này là bỏ không à, không có chăm sóc. Với lại nó bị rập quá nè. Nó bị rập quá à. Nè, cái gốc của nó nè các bạn. Gốc chà bá luôn nè. Nè. À ha, thân gỗ ha. Thân gỗ nó khác với lại sim Thái là ngay chỗ đó. Thân gỗ cây cao, muốn thấp là thấp và muốn cao là cao nha các bạn. Rồi, tại anh Tư lấy cây này nó cao cho các bạn coi nè. À, nụ nè ha, nụ chùm chùm luôn nè, nụ nè. À, bữa nay thì nó chưa có lên bông nè, bông nè, bông thì chà bá luôn ha. Đây, cây này là trồng sân vườn là tuyệt vời luôn nha các bạn. Đây, cây này anh Tư đã thuần khí hậu nóng rồi nha. Đây là hoa xà đét. Đây, quá chừng rực rỡ luôn. Ai yêu màu tím thì cứ nhắn anh Tư nha. Tại anh Tư yêu màu tím.